chạy quá ghê anh em ơi. Ok anh em nha, đây lên cho anh em một con xe gọi là xe xịt thuốc nha anh em, xe xịt thuốc tháo thùng tháo đuôi đó. Bán cho anh em về chế cháo nghịch ngợm, nói chung muốn làm gì làm. Con này bánh trước là chạy bánh 512, bánh sau là chạy bánh 23 nha anh em đó, bánh ú 23 nha. Cái sườn nè, nó đẹp cỡ này nè anh em đó, nè dấu chấm sơn còn luôn nè. Con xe này rất là đẹp nha anh em, nhưng mà cái thùng nó bị lủng một lỗ ở dưới chỗ cái xả nước, với lại đằng sau quạt nó bể mấy cái miếng nhựa, em làm biến giá lắm anh em, gên là rớt luôn, bán cho anh em luôn. Lâu lâu thì đăng lên một chiếc bán để cho anh em mua về chế cháo nghịch ngợm nha. Đây nè, nước sơn rinh mà nó đen thui thù lùi, mà nó đen bóng như thế này nè anh em, đây nè thấy không, con xe này cực kỳ là đẹp nha, nè cái máy nó nè, thấy chưa, nó đen thui lùi luôn em. Rồi cái máy 3T72 màu đen huyền thoại luôn, 3T72 màu đen này đời này cực kỳ là bền nha, mà nó nổ nghe tiếng phè lắm. Đặc biệt con này thì cái hộp số nó phải nói là vô địch phân khúc luôn anh em. Hộp số nó bằng gan nha, bằng nhờ bằng sắt anh em, bằng gan á, mà nó to giả man luôn. Trời ơi cái hộp số đó, từ đây luồn ra đằng sau này nè đó. Không, hộp số này là hộp số sau nha, còn hộp số trước nữa nha anh em, đây hộp số rời nha đó, hộp số nằm đây đó, chuyền đây đó, chạy đây rồi chạy ra cầu trước cầu sau đó. Thì một con xe vậy thì anh em mua về thì biết làm gì rồi. Giờ đây nó còn dư 2 bô ly nè, anh em có thể chế phát điện hoặc bơm nước lên đây ha đó, đằng sau đây mình làm một cái thùng mình chứa mình chở hàng hết đó, hoặc là mình chơi hay lên đây 2-3 cuộn lô mình kéo mình đi phun. Đó, xe này thì em để lại đầu áp nha, đây đầu áp nè, đầu áp HB710 ti sứ, đã test nước rồi nha, test nước lên nước ok hết rồi nha đó, hồi hút đồ đầy đủ ở đây luôn. Đây nói chung là nó thực thụ như một con xe phun thuốc, nhưng mà không có bồn, không có bạc gió nha, bồn thì vẫn còn nha anh em lấy bồn em cho anh em bồn luôn đó, về anh em gác lên ha, còn bồn thì em giục hết rồi, không có bảo bồn. Còn anh em nào muốn về mà dời cái máy đó lên đằng trước đây vẫn được nha anh em nha. Tháo cái nắp đầu này ra bỏ đi, để thì nó vướng, dời cái máy nó lên. Rồi gắn ở đây. Gắn đây xong rồi để hai cái bu ly, hai cái dây cu rô gắn vô hai cái dây rô này. Đây một dây hai dây là xong, là chạy thôi nha. Đó. Cứ gắt cái máy lên đây, dời hai cái bu ly đó là xong. Tại vì cái này nó chạy máy sâu. Nhưng mà nó thọc lắp về đằng trước. Đó. Nên là dời máy về đằng trước. Hộp số nằm trước đây đó, về máy giờ trước, gắn hai cái dây cu rô vô là chạy thôi. Thôi anh em ha, đó, con này là đời máy trước nha, đời gác được máy trước. Mà xe cất đây là đẹp, xe mà nước sơn rinh mà màu đen, nó đen thui thui lùi luôn anh em, đen này. Cái máy đã không? Máy đen thui luôn đó, con này, thắng này, ga này, số là 4 tiếng một dây luôn nha, số rất là nhiều luôn, 4 tiếng một dây nè, có nhanh chậm nè, có gài cầu một cầu hai cầu nè đó, phun áp nè, quạt gió nè, gió thì tháo rồi không tính hết, quá đỉnh đó. Bán cho anh em là bao đề bình bọng đầy đủ luôn nha anh em nha đó, đèn kèn đồ là có luôn á đó. Đó, anh em thích bao sao là bao à, không bọn xe rất là chắc chắn, nhìn rất là ngầu luôn, bao cho anh em sườn đồ này nọ rất là đẹp nè, không có xì, không có lũng, không có mục một luôn đó. Quá đẹp, thiếu một cái bồn hoặc gió thôi.
Trời, máy đẹp dữ, dữ thần luôn. Ốc nè, ốc, ốc cái còng nhanh nhanh chậm nó bảy màu luôn nè. Nè, gọi từ một từ là đẹp. Thôi, giá hơn 30 triệu. Anh em nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879, địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn lại anh em những video tiếp theo.